Mình nghe được 1 điểm. Sao lại 1 điểm? Không, bạn như 10 điểm, bạn quân được 8 điểm. À. Bạn Dương. Sao bạn Dương lại nhiều điểm hơn? Học ngoan quá. À, học ngoan hả? Cuốn cho bây giờ không học bài hư. Ai không học bài? Bố. Bạn nào? Bạn Quân. Bạn Dương không học bài chứ? Bạn Dương ngoan, trừ bạn Dương 5 điểm. Trừ bạn Dương 10 điểm. Thưởng nhé, bạn Dương ngoan, bạn thưởng cho bạn Dương. Đúng 10. Phạt bạn nào? Kiều Quân. Phạt bạn Kiều Quân hả? Chiều nay quét dọn ngang cho cô. Chiều nay làm gì? Khoan. Khoan gì? Mới dọn nhà.